Xin chào các bạn, hôm nay mình đang đứng tại khu vực chính, trung tâm hành chính của thành phố Bà Rịa. Và mình có trên tay con Mobistar Dream X Trend. Mình sẽ đi test cái 4G cho các bạn thấy là cái tốc độ thực tế của 4G của con Mobistar Dream X Trend. Song song đó mình có cầm theo một cái con iPhone 6S. Cả hai con này đều gắn sim 4G để test cho các bạn coi cái tốc độ của con Mobistar so với cái con iPhone 6S này như thế nào. Ngoài ra mình có cầm theo một cái con Lenovo mình gắn sim 3G nữa để thử cùng một thời điểm, thử cho các bạn thấy là cái tốc độ của cái mạng 4G của và mạng 3G của Viettel nó chênh lệch như thế nào. Rồi, về cái phương pháp test thì mình sẽ sử dụng cái app của Speedtest để mình test cái tốc độ trong nước, tốc độ 4G trong nước và tốc độ về hướng quốc tế của mạng Viettel. Và song song đó mình sẽ dùng cái app YouTube để mình mở những cái nội dung video 4K 60 frame để coi thử nó có bị giật hay không. Ngoài ra mình sẽ load một số trang web. Và khu vực mình test đầu tiên là khu vực trung tâm hành chính tại thành phố Bà Rịa. Tiếp theo là mình sẽ test tại trung tâm thương mại của Bà Rịa. Và mình sẽ qua thành phố Vũng Tàu, một số khu vực tại thành phố Vũng Tàu và cũng như là những cái khu vực giáp ranh các huyện xã của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ mình sẽ đi test. Rồi và sau đây mình sẽ test thử cái tốc độ thực tế của 4G, mạng 4G trên cái con Mobistar Dream X Trend này. Và mình có lấy một cái con iPhone 6S và con iPhone 6S cũng gắn cái sim 4G, và mình lấy một cái điện thoại khác của Lenovo mình gắn sim 3G để thử cái tốc độ cùng một thời điểm cho các bạn thấy. Và đầu tiên mình thử bằng cái app Speedtest. Đây, mình mở cả ba cái lên cùng một lúc. Rồi, và mình sẽ bấm, đầu tiên mình sẽ cho nó tự động nhận cái server luôn. Rồi các bạn có thể thấy cái thời gian pin của Mobistar rất là nhanh, khoảng 19 thôi. Còn trong khi đó cái thời gian pin của iPhone 6S tới 31 và của Lenovo là 29. Tốc độ download thực tế của Mobistar là tới 55.08, trong khi đó tốc độ của iPhone 6S là 69.64 megabit trên 1 giây. Tốc độ download của Lenovo của con 3G thì chỉ có 8.04 megabit trên 1 giây. Tốc độ tương tự cái tốc độ upload lên của Mobistar thì nó nằm trong khoảng là 30.10 megabit, còn của iPhone 6S là 30.52 và của mạng 3G thì chỉ có 4.17 megabit mà thôi. Để mình thử một lần nữa. Bây giờ mình thử đổi qua một cái server tại nước ngoài. Singapore ở Singtel, nhà mạng Singtel đi. Đây, tương tự đi thăm. Sau đó mình cũng đổi qua Singtel. Rồi, bây giờ mình sẽ qua một cái địa điểm khác. Rồi, bây giờ tương tự tại một cái địa điểm trên đường Cách Mạng tháng 8 của thành phố Bà Rịa. Bây giờ mình cũng test tương tự như vậy. Rồi, bây giờ ta sẽ mở một cái nội dung HD, ta mở nội dung 4K đi.
đây. Còn một nội dung 4K thì ta sẽ mở cùng một video, ví dụ video này đi. Toàn hình các bạn có thể thấy cái tốc độ nó download sẵn về rất nhanh. Đó, sau bé download có vẻ nhanh hơn nhiều. Độ load rất là nhanh, nó chỉ đứng tí xíu thôi. Cây 3G thì 3G thì cái thời gian nó đáp ứng nó hơi lâu nếu mà nó chưa có đau về sẵn. 4G thì nó chạy rất là nhanh. Rồi, ok, mình sẽ đi tới một cái địa điểm khác. À, rồi, bây giờ mình đang có mặt tại một cái cửa hàng Viettel nằm trên địa chỉ là 611-613 đường 30 tháng 4 ở thành phố Vũng Tàu. Bây giờ mình đang đứng tại địa điểm là siêu thị Co.opmart trên đường Nguyễn An Ninh của thành phố Vũng Tàu. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn thấy tại địa điểm này nó như thế nào so với những cái địa chỉ mình đã test trước đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái 4G ở khu vực xung quanh tượng đài liệt sĩ của thành phố Vũng Tàu. Rồi, mình sẽ cho nó chạy lần lượt. Bây giờ mình đang đứng tại khu vực Vinco của thị trấn Long Hải. Thì đây là một cái khu vực ngoài của thành phố Vũng Tàu và ngoài thành phố Bà Rịa. Tiếp theo mình sẽ đi test trên con Movistar Premier Train này để cho các bạn thấy cái trải nghiệm 4G của nó như thế nào.
tại tốc độ của Phoenix đang từ từ tăng lên, và Phoenix và 6S gần như tương đương tốc độ, gần như tương đương nhau, khoảng cỡ 19 cho tới 20. Tốc độ cuối cùng của Phoenix là được 19.20 m/s, của 6S thì được 19.91. Tốc độ upload của X-Trend ta có được 23.95, và của 6S hiện tại vẫn chưa thấy. 6S đang bị lỗi. Rồi ok, ta sẽ test lại cái khúc này. 6S hầu như không pin được qua tới Singapore. Không biết mạng nó bị lỗi gì, mặc dù cả hai cái đều gắn SIM của Viettel cùng một thời điểm và cùng dung lượng, còn dung lượng hết cả hai. Ok, ta sẽ qua cái tác vụ khác. Ta xem cùng một cái video lướt sóng. Hiện tại 6S đang bị lỗi, mình không biết nguyên nhân vì sao. Rồi, X-Trend vẫn tốc độ vẫn lót vẫn rất là nhanh. Đây, của 6S nó vẫn báo lên là cuộc sống LTE vẫn lên được, vẫn lên 4 được 4G, nhưng mà không biết tại sao nó không truy cập được internet nữa. Mặc dù cái hai cái sim 4G này mình đều xài dung lượng gói tới 20GB, và cả hai sim đều kích hoạt cùng một lúc. Bây giờ mình đang đứng tại khu vực của The Grand Hồ Tràm, hay còn gọi là Hồ Tràm Trip, và đây là khu vực cuối cùng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và cũng là khu vực xa nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn phủ sóng 4G. Thì mình vẫn cầm con Mobistar Realme X-Trend này để mình thử cái trải nghiệm 4G trên con này so với một cái điện thoại con 6S, để cho các bạn thấy cái tốc độ của nó như thế nào. Như vậy là từ chiều tới giờ chúng ta đã đi rất là nhiều chỗ, đã test rất là nhiều địa điểm khác nhau tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Thì do bây giờ cái thời gian cũng hơi trễ rồi nên mình không thể đi những cái vùng ven mình test được. Nhưng mà đa số mình nhận xét là cái tốc độ 4G đợt này của Viettel ở khu vực Bà Rịa và Vũng Tàu có cao hơn so với những đợt trước mình đi test. Với một cái giá tiền của một cái chiếc Mobistar Dream X-Trend khoảng là 4,5 triệu, cái trải nghiệm 4G của nó rất là tốt so với cái iPhone 6S, cái giá nó bản thấp nhất cũng phải là 18,5 triệu. Thì mình thấy là thứ nhất là mình không có so sánh về cái cấu hình, về cái giá trị của từng máy, thì mình chỉ đánh mạnh về cái so sánh về cái trải nghiệm về 4G. Thì thực sự theo mình thấy á, là cái con Mobistar Dream X-Trend này có cái tốc độ load 4G rất là ổn. Tại trong thành phố Bà Rịa và tại trong thành phố Vũng Tàu, những cái địa điểm mà cái sóng 4G mạnh á, thì cả hai con là hầu như tương đương như nhau. Nhưng mà có một số chỗ, ví dụ như ở khu vực xung quanh Đài Liệt Sĩ này, thì cái sóng nó không được mạnh lắm. Thì ta thấy cái con Mobistar Dream X-Trend này nó vẫn có trải nghiệm load cái 4G nó vẫn rất là nhanh. So với con 6S thì nó không bằng, 6S thì chậm hơn hẳn luôn. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn một lần khác.